mai thì mình sẽ tiếp tục đi quay một gốc mai, nói chung là bộ đế rất là khủng các bạn, rất là đẹp. Gốc mai là trước mình cũng có quay rồi, nhưng mà lúc đó thì lá đâu nó còn tùm bạc. Hôm nay thì chủ đã lấy lá các bạn, bông rất đẹp. Hôm nay mình xin chia sẻ lại cho các bạn xem. Hiện tại thì chủ mai cũng muốn bán gốc mai này các bạn. Một xíu nữa mình sẽ báo giá cho các bạn xem là gốc mai là bao nhiêu. Mình báo giá trong video nha các bạn. Anh em nhớ đón lượt theo dõi nha. Rồi anh em nào thấy hay thì nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình dẫn anh em đi xem với mình. Giờ bắt đầu vô mình quay lại cây mai để tiếp tục lại cho các bạn xem lại nha các bạn. Bông thì 5 cánh các bạn, 5 đến 6 cánh. 6 cánh lớn. Tàn tán thì chi cành nó thì nó nhạo các bạn. Cái thân thì nó lắc. Hôm nay mình mới thấy gõ được cái nguyên nét đẹp của cây mai luôn các bạn. Đặc biệt là bộ đế rất là đẹp nha các bạn. Xíu nữa mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Còn anh em nào nếu mà theo dõi kênh mình lâu rồi thì sẽ biết gốc mai này các bạn. Lúc trước mình có quay rồi. Lúc trước thì mình quay thì chủ cây chưa quyết định muốn bán. Hôm nay thì chủ cây đã cho cái giá rồi các bạn. Anh em theo dõi nha, xíu nữa mình sẽ nói cái giá, mức giá của cây này cho trong video cho các bạn tham khảo. Bông chùm nha các bạn. Mình sẽ đo cụ thể, xíu nữa mình đo cụ thể cái thân với nguyên cái bộ đế luôn, quỳnh bộ đế luôn cho các bạn xem là nó khoảng bao nhiêu. Cũng phải một năm rồi bạn, mình mới quay lại gốc mai này bạn. Tại cũng có nhiều anh em á bạn nhắn tin mình, gọi điện mình kêu mình quay lên cho các anh em xem cái mặt bông của gốc mai đế bạch tuộc này bạn. Hôm nay mình có dịp có duyên mình đến quay lại cho các anh em xem. Mà hôm nay thì chủ cây cũng quyết định muốn bán. Rồi bắt đầu mình xuống quay bộ đế cho các bạn xem. Xem lại xem nó có lớn hơn nữa không các bạn. Đây là bộ đế các bạn. Anh em nhớ cho mình nhận xét bên dưới về gốc mai này nha bạn. Bộ đế thì hơi bị đỉnh nha các bạn. Thân thì lắc lượng luôn. Mình quay, mình cố gắng quay từ từ cho các bạn xem kỹ luôn, tất cả các mặt luôn nha bạn. Hôm nay cũng hết Tết rồi nha các bạn. Thì hôm nay mùng 7 rồi bạn ơi. Mùng 7 như hết Tết rồi. Hôm nay mình ở lúc Tết rồi bạn, mình đi quay thì mình quay những gốc mai khủng không bạn. Mình không có quay mai buôn bán, mình chỉ quay những gốc mai khủng thôi. Nhưng mà nó tại đang dìm nó bông bạn, quay chia sẻ cho các bạn xem. Tết mà mình phải xem những cái đẹp các bạn ơi, để lấy độc đầu năm. Thì sang năm sau thì mình sẽ năm 2020 này bạn, mình sẽ cố gắng tìm thêm nhiều gốc mai khủng nữa. Rồi mình cố gắng làm thêm nhiều video, cải thiện video nó hay hơn nữa bạn, để chia sẻ cho các bạn xem. Anh em nhớ cho mình, nhớ ủng hộ mình các bạn. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn anh em nào mà có những gốc mai nào mà lớn hay là VIP gì đó bạn, quái gì đó, anh em cứ nhắn tin Zalo với mình các bạn. Số Zalo mình thì mình lúc nào cũng để trên màn hình đó bạn. Anh em quan sát bộ đế nha. Nói chung mình thấy là riêng mình nghĩ là rất là đẹp đó. Còn anh em nào mà có ý nghĩa, nói chung khác tại cái chỗ này nó hơi hẹp các bạn, nhớ cho mình quay mình đứng phòng ghi xa không có được các bạn. Này mình đến tận nơi luôn á, mình chứng kiến tận mắt mình mới thấy nó đẹp cái nào bạn. Đây là phía bên đây bạn, ghế nói chung mà mình thấy là đều tất cả các mặt luôn bạn. Bên đây thì ghế nó hơi nhỏ một xíu các bạn, mà bên kia thì rất là lớn. Cái này tại trồng gần cái cặp kinh đó bạn, cái cây mai làm như nó bên kia nó đất hơi ít các bạn, bên đây thì nhiều. Đây mặt đây bạn, ghế đều tất cả các mặt luôn. Đây là chủ sở hữu của gốc mai này nha bạn. Đây mình quay phía bên đây cho các bạn xem.
gốc này cái thân nó rất là đẹp nha bạn. Mình thấy nó cái thân nó lắc lượng mà nó nói chung là rất hay hay, khá hay bạn. Riêng mình thôi. Anh em còn anh em nào quan sát mình thấy sao thì theo như lời của chủ cây thì cái gốc mai này có giá là 3 tỷ các bạn. Chủ cây báo giá là 3 tỷ. Anh em nào mà thấy hợp nhãn thì mình liên hệ trực tiếp nha bạn. Nói chung là mình cũng đi quay nhiều nơi các bạn ơi, nhiều chủ vườn rồi. Nói chung là mức giá chủ vườn đưa ra thì mức giá thì vậy, nhưng mà anh em nào mà thật sự thiện chí thì mình có quyền mình trả giá bạn. Như tôi đưa ra 10 đồng thì mình trả giá xuống còn 5 đồng, 8 đồng, 7 đồng gì đó thì các bạn thôi. Mình thấy hợp lý thì mình mua, nếu mà không hợp lý thì mình không mua bạn. Nói chung là buôn bán mà, thuận mua vừa bán bạn, không ai mà ép ai chứ. Riêng mình cứ vậy nha các bạn. Còn anh em nào thí dụ mình ta kêu chủ vườn kêu giá cao quá mà mình mua không, mình thấy cái mức cây đó nó không đánh giá vậy thì mình xem chơi cho vui bạn, tham khảo cho vui thôi. Mình cũng xem thôi, mình cũng đâu có mất mát gì nha bạn. Giờ bây giờ là sẽ đo thử cái chu vi cái bộ đuôi đầu đế cho bạn xem bạn. Cái thước dây là 1,5 m nha các bạn. Mà mình đo quắt hết một dây đó. Bộ đế rất là ưng ý nha các bạn. Mình đứng từ xa là mình thấy là thấy hơi bị quạo các bạn. Xíu nữa mình sẽ đo luôn cái hoành cho các bạn tham khảo chính xác luôn. Cái rễ rất là to các bạn. Khi qua điện thoại các bạn nhìn thì nó vậy thôi, nhưng thật ra bạn tới tận nơi thì bạn thấy nó có đúng như là mình nói không. Cái hoành là đúng 65 luôn các bạn, ngay cái cổ đó 65, nó chỉ đo được cái đó thôi. Ở trên thì nó khoảng 50 mấy bạn, khúc trên đó 50 mấy. Còn cái chu vi bộ đế thì nó 2,8 m các bạn, gần 3 m á. Nghĩa nó còn nữa, tại vì mình còn lắp lại bạn. Nó gần 3 m á. Mình xét lại là mức giá của chủ cây đưa ra là 3 tỷ các bạn. Anh em xem chi tiết rồi mình cảm thấy ưng ý thì mình liên hệ với chủ cây nha bạn. Còn anh em nào cần hỗ trợ gì thì cứ alo cho mình. Phía bên đây mặt rễ này mình thấy nó hơi yếu một xíu các bạn, tại nó rễ nó hơi nhỏ, nhưng mà cái nó đều hết tất cả, nó không có thiếu rễ nào cho, nó đều hết. Cái thân thì nó lắc lượng vậy đó. Hôm nay thì cũng mùng 7 Tết các bạn ơi. Qua đây thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã, những anh em nào đã hỗ trợ mình các bạn quay được những video này về mai khủng, rồi mai đẹp, mai VIP các bạn, mai quái đó, để mình chia sẻ cho các bạn xem. Mình xin chân thành cảm ơn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Mức giá thì mình cũng đã đưa ra rồi. Anh em nào mà thiện chí thì mình cứ đến tận nơi mình xem thêm xem các bạn. Rồi anh em nào mà thấy hay thì nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha các bạn, để ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều gốc mai, mai khủng, gốc mai VIP nữa, và những vườn mai cần bán các bạn, để cho lên cho các bạn xem. Mình đăng video vào lúc 18 giờ chiều hàng ngày trên YouTube Dương Hữu Thắng các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào 18 giờ chiều hôm sau.